vô địch quốc gia 2023. Trận đấu tiếp theo là nhiệm vụ trong trận đấu này, trọng tài 1 ông Nguyễn Thành Tuấn và trọng tài 2 ông Trần Việt Thắng. Trận đấu giữa Đà Nẵng và Hà Tĩnh. Trận đấu ở nội dung bóng chuyền nam. Và đây là đội hình của cầu thủ Hà Tĩnh sẽ ra sân trong trận đấu ngày hôm nay. Cầu thủ số 4 Phan Minh Chiến, số 13. Đây là cầu thủ Đà Nẵng với số 1 Nguyễn Quang Thịnh, số 3 Trương Quang Anh Tuấn, số 7 Lê Trung Thành, số 9 Bùi Công Tuấn Anh, số 12 Lê Công Tuấn Huy và số 17 Trần Minh Hiếu. Các cầu thủ Đà Nẵng ra sân trong màu áo đỏ. Trong khi đó, với các cầu thủ bên phía Hà Tĩnh cùng với các cầu thủ Đà Nẵng có những cầu thủ đã ra sân trong trận đấu trước với Hà Tĩnh, đó là Phan Minh Chiến, Lê Giang Thành, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Quốc Đoàn, Đinh Văn Phương và Asana Phan. Trận đấu bắt đầu với tình huống phát bóng của các cầu thủ Hà Tĩnh. Chắn bóng tốt, điểm đầu tiên dành cho Hà Tĩnh. Bóng chạm chắn ra ngoài. Điểm cho các cầu thủ Đà Nẵng. Pha ghi điểm của Trung Thành. Điểm cho Đà Nẵng, đã có lỗi chạm lưới trong tình huống vừa rồi. Đội bóng có thể coi là một nhân tố mới tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay. Với Đà Nẵng, họ không có những sự bổ sung từ các cầu thủ ngoại binh cho mùa giải. Trong khi đó với Hà Tĩnh, Asana Phan là thành viên góp mặt thi đấu mùa giải năm nay. Một cầu thủ người Thái Lan. Tỷ số là 3-4.
Tiếp tục là một pha chắn bóng tốt từ các cầu thủ Hà Tĩnh. Pha phối hợp chắn đôi giữa Thanh Phương và Quốc Đoàn. Đó là Văn Phương và Thanh Phương. Bóng găm thẳng về cuối sân sau pha đập bóng tốt từ các cầu thủ Đà Nẵng. 5-4. Đã có tình huống chạm lưới từ các tay chắn của Đà Nẵng. 5-5. Và đập bóng từ hàng sau của Lê Trung Thành. Cầu thủ Đà Nẵng khởi đầu vô cùng tự tin. Bóng chạm trán và bật rất xa ra bên ngoài sân đấu. Bùi Công Tuấn Anh, đội trưởng của Đà Nẵng, với một pha đập bóng rất mạnh. Không ai kịp lót chắn. Và đó lại là điểm dành cho cầu thủ Đà Nẵng. Tỷ số được cân bằng 8-8. Phá chắn bóng tốt và đây là cơ hội để tấn công. Đập bóng hàng sau rất mạnh mẽ. Pha xử lý tốt của Đinh Văn Phương, một trong những cầu thủ nổi bật nhất của Hà Tĩnh ở những trận đấu vừa qua. Tấn công hàng sau nhưng lần này có tới 3 cầu thủ theo chắn bên phía Hà Tĩnh. Tỷ số là 10-8.
Đà Nẵng xin tạm dừng. Đây là khoảng thời gian mà huấn luyện viên của Đà Nẵng đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Em đứng thế này mà. Tại vì xóa lưới rồi, sẽ không làm kịp đâu. Tốc độ không chứ, mới. Chuyện cao lên muốn cái chuyện không không. Anh nhắm lại anh thang này thay ra. Cái chuyện cao lên có đi tiếp thì bắt lên. Bắt lên. Bắt lên. Một tình huống bước một không tốt và đây là cơ hội tấn công cho cầu thủ Hà Tĩnh. Quyết định tấn công từ đường chuyền hai không tốt. Bóng khóa sát lưới. Không hề thuận lợi cho Phan Minh Chiến. Chắn tốt, hai điểm liên tiếp dành cho cầu thủ Đà Nẵng. Loạt điểm liên tiếp dành cho cầu thủ Đà Nẵng và họ đã cân bằng tỷ số 11 đều. Như vậy đã có khiếu nại từ cầu thủ Hà Tĩnh khi Hà Tĩnh cho rằng bóng đã chạm tay chắn. Như vậy bóng không chạm chắn. 11 đều. Lần này thì cầu thủ Hà Tĩnh đã ngắt đường mạch lên điểm của đối thủ. Bóng chạm chắn ra ngoài. 12 đều. Vẫn là những đường bóng giằng co. Bóng cắm với tình huống tấn công nhanh từ vị trí số 3. Thank you.
đã có sự thay đổi bên phía các cầu thủ Hà Tĩnh ở vị trí chuyền hai. Minh Chiến rời sân nhường chỗ cho Văn Đức. Chắn tốt điểm cho các cầu thủ Đà Nẵng. 15-13. Đã có yêu cầu khiếu nại từ các cầu thủ Đà Nẵng. Như vậy trọng tài xác định sẽ không có tình huống khiếu nại từ các cầu thủ Đà Nẵng. Tỷ số là 14-15. Tốc độ rất tốt trong pha đập bóng vừa rồi từ các cầu thủ Đà Nẵng. Bóng hướng về cuối sân. Dù Lê Trung Thành đã đón được pha bóng này nhưng anh không có đủ một vị trí tốt để có thể có một pha bước một thành công hơn cho đồng đội. Và xử lý tốt từ các cầu thủ Hà Tĩnh. Pha đập bóng của Quốc Đoàn. Vậy là những tình huống phòng thủ tốt ở hàng sau của các thủ Hà Tĩnh. Liên tục hai đội sử dụng những pha tấn công hàng sau. Và điểm số thuộc về các thủ Hà Tĩnh. Thank you.
Tấn công nhanh từ vị trí số 3. Điểm cho các cầu thủ Hà Tĩnh. Không vượt qua được các tay chắn của Đà Nẵng. Pha đập bóng tầm cao. Và giờ là thời điểm huấn luyện viên của Hà Tĩnh xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Cách biệt chỉ là một điểm. Liên tiếp trong hiệp đấu đầu tiên là những pha bám đuổi về mặt tỷ số. Pha phá bóng của kênh truyền hai Văn Đức. Tình huống phối hợp tấn công tốt của cầu thủ Đà Nẵng. 22-20. Các thủ Đà Nẵng tiến gần đến điểm số quyết định của hiệp đấu đầu tiên. Chắn tốt vào đó, điểm số thứ 24 dành cho Đà Nẵng. Cơ hội để các thủ Đà Nẵng kết thúc hiệp đấu đầu tiên này. Rồi.
Liên tiếp là những thời điểm mà các huấn luyện viên hai đội xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Đây là thời điểm Đà Nẵng có được cơ hội để kết thúc hiệp đấu này. Và điểm số quyết định trong hiệp đấu này đã thuộc về Đà Nẵng 25-22. Cầu thủ Đà Nẵng vươn lên dẫn trước trong trận đấu này. Chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh để theo dõi các trận đấu của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2023. Trận đấu giữa Đà Nẵng và Hà Tĩnh. Đây là những diễn biến của hiệp đấu thứ hai khi Đà Nẵng đang tạm thời dẫn trước. Tình huống đập bóng ra ngoài. Điểm cho Đà Nẵng. Một đều. Lỗi phát bóng.
Những loạt điểm cân bằng tiếp tục diễn ra trong đầu hiệp đấu thứ hai này. Pha đập bóng chéo sân. Chắn tốt cho các cầu thủ Hà Tĩnh. 3-2. Một pha bóng lỏng tay trong khi cầu thủ Hà Tĩnh lại nhường nhau. Điểm cho Hà Tĩnh 4-3. Bóng chạm chắn và nảy ngược trở lại. Điểm cho Hà Tĩnh 5-4. Các tay chắn của Hà Tĩnh đã thi đấu tốt trong tình huống vừa rồi. Đường chuyền sau đầu rất tốt từ cây chuyền hài của Đà Nẵng. Pha tấn công tốt của Asana Phan. Giờ là thời điểm cầu thủ Hà Tĩnh đang vươn lên. Tám năm cho Hà Tĩnh. Giờ đã có 3 điểm cách biệt được tạo ra. Vào cuối hiệp đấu đầu tiên cũng vậy, Hà Tĩnh đã tạo ra cách biệt 3 điểm nhưng họ đã không duy trì được và để đối thủ vượt lên.
Tiếp tục là những pha tấn công nhanh, bóng cắm. Chạm chắn ra ngoài, bóng liên tục hướng về phía của Asana Phan. Pha phối hợp tốt giữa các cầu thủ Hà Tĩnh, một tình huống phối hợp đập chồng. 11-7. Pha phối hợp không thành công, bóng ra ngoài ở vị trí khá xa khi không có được một góc đập bóng tốt cho Trương Quang Anh Tuấn. Không có được vị trí tốt để thực hiện đường chuyền hay, và thêm một điểm nữa cho Hà Tĩnh. Lần này thì bóng lách chắn và hướng thẳng về vị trí của libero Cao Đức Hoàng. Rất nỗ lực cứu bóng, một tình huống đáng khen cho cầu thủ Đà Nẵng. Tuy nhiên đội hình của Đà Nẵng chưa kịp ổn định. Và thêm một điểm nữa cho Hà Tĩnh. Lỗi hai chạm. Thank you.
vẫn là loạt điểm thuận lợi cho Hà Tĩnh ở hiệp đấu này. Và đã có điểm số thứ 15 và cách biệt vẫn đang là 6 điểm an toàn. Những tình huống phối hợp rất trôi choạc của cầu thủ Đà Nẵng ở hiệp đấu này. Đà Nẵng thuê người số 1 ra số 6 Phương Bắc vào. Huấn luyện viên của Đà Nẵng đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Đó là điểm số thứ 10 dành cho Đà Nẵng ở hiệp đấu này. Những tình huống chắn bóng vô cùng thuận lợi. 19-10, cách biệt đã lên tới 9 điểm rồi. Mười chỉ cần 5 điểm nữa để Hà Tĩnh cân bằng tỷ số trong trận đấu này. Đà Nẵng thay người số 6 là số 1 vào. Trọng tài xác định bóng trong sân, đổi phát bóng cho các cầu thủ Đà Nẵng. 11-20, pha xử lý của Lê Công Tuấn Huy. Bóng vẫn trong cuộc, nỗ lực cứu bóng từ các cầu thủ Đà Nẵng. Và ghi điểm từ Asanafan.
Lỗi phát bóng. 12-21. Phần thắng trong hiệp đấu này cũng sẽ không thoát khỏi tay của các cầu thủ Hà Tĩnh. Một set đấu vượt trội về mọi mặt của Hà Tĩnh. Vẫn còn. Pha bóng lòng tay. 14-23. Bóng ngoài rồi, nhưng trọng tài xác định vẫn là điểm số dành cho các cầu thủ Đà Nẵng. Bóng đã chạm tay Quốc Đoàn. Thêm một điểm nữa cho Đà Nẵng. Và 25-16 là kết quả của hiệp đấu này. Tỷ số cân bằng 1-1 trong trận đấu giữa Hà Tĩnh và Đà Nẵng.
Xét đấu thứ 3, một xét đấu bản lề là bàn đạp cho các đội bóng có thể hướng đến một kết quả tốt trong trận đấu này khi tỷ số đang là 1-1. Tình huống phát bóng đầu tiên của cái chuyền hai Phan Minh Chiến dành cho Hà Tĩnh. Bóng đã rời sân sau khi chạm tay Đức Hoàng. Tỷ số nhanh chóng được cân bằng 1-1. Như thường lệ, những loạt điểm đầu tiên trong mỗi hiệp đấu thì các cầu thủ đều đang thi đấu tập trung. Bước 1 không tốt từ các cầu thủ Hà Tĩnh. Thêm một điểm nữa cho Đà Nẵng. Đã có khiếu nại tình huống chạm lưới. Năm hai.
thêm một điểm nữa cho các cầu thủ Đà Nẵng. Họ đã sớm có được cách biệt ngay từ những loạt điểm đầu tiên của hiệp đấu này. Và ghi điểm từ Văn Phương, một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất của Hà Tĩnh ở lượt đấu trước gặp Khánh Hòa. Quang Thịnh đã có một pha tấn công từ đường truyền hài với điểm rơi của trái bóng rất chính xác. Chắn tốt. Các tay chắn của Đà Nẵng đã thành công trong tình huống này. 8-3. Và đập bóng ra ngoài khi không có được tầm cao khoảng không gian tốt cho Trương Quang Anh Tuấn. Những điểm số liên tiếp dành cho Hà Tĩnh. 6-8. Lần này thì anh Tuấn đã thực hiện pha tấn công tốt hơn. Những pha di chuyển sở trường của anh Tuấn. Bảy chín cho Hà Tĩnh, cách biệt vẫn chỉ là 2 điểm và vẫn còn nhiều thời gian trong hiệp đấu này, một hiệp đấu quan trọng cho cả hai đội. Bóng lách chắn tốt. Pha ghi điểm của Thanh Giang.
vẫn đủ tầm với. Tình huống phối hợp với đường chuyền hai tốt của các cầu thủ Hà Tĩnh. Tấn công nhanh từ vị trí số 3. Đổi phát bóng cho Đà Nẵng. Một pha xử lý nhanh của Minh Hiếu. Không qua lưới. Pha chạm bóng tốt của cầu thủ Đà Nẵng. Khoảng cách trở lại 3 điểm. Các tay chắn của Đà Nẵng trong tình huống vừa rồi đã theo sát Đinh Văn Phương. Vẫn là những tình huống phán đoán tốt của các tay chắn bên phía Đà Nẵng. Những pha phối hợp tấn công nhanh liên tiếp của các cầu thủ Hà Tĩnh. 10-13. Khoảng trống ở hàng sau được khai thác tốt từ pha đá bóng Minh Hiếu. Thế dẫn trước vẫn đang được duy trì cho các cầu thủ Đà Nẵng. Các tay chắn của Hà Tĩnh đã bị đánh lạc hướng trong pha bóng vừa rồi. Một đường chuyền hay tốt từ các cầu thủ Đà Nẵng. Sự thay đổi bên phía cầu thủ Hà Tĩnh, Trần Đức Hạnh, đội trưởng của Hà Tĩnh đã được đưa vào sân. Chạm chắn ra ngoài. 13-16.
tấn công hàng sau, điểm cho Hà Tĩnh. Pha đập bóng của Văn Phương. Trọng tài xác định điểm cho cầu thủ Hà Tĩnh đã có tình huống chạm lưới từ các tay chắn của Đà Nẵng. May mắn đã thuộc về cầu thủ Đà Nẵng. Các thành viên của Hà Tĩnh đều đã dừng cả lại khi cho rằng họ đã có điểm. Tuy nhiên may mắn đã đứng về phía Đà Nẵng ở tình huống này. Chúng ta cùng xem lại pha bóng mà các tay chắn của Hà Tĩnh đã chơi tốt. Một pha cứu bóng bằng chân của cây truyền hai Nguyễn Quang Thịnh. Bóng còn leo lưới để trở thành một pha ghi điểm cho Đà Nẵng. Chạm chắn ra ngoài. 16-18. Có vẻ như bóng đã chạm vào cột anten. Và đây là khoảng thời gian mà huấn luyện viên của Đà Nẵng xin tạm dừng trận đấu hội ý. Như vậy không phải, đó là yêu cầu khiếu nại. Huấn luyện viên và trợ lý huấn luyện viên của Đà Nẵng đã có những thông tin thiếu chính xác. Người thì yêu cầu khiếu nại, người thì yêu cầu hội ý. Đà Nẵng xin tạm dừng. Lần này thì đó là tình huống yêu cầu khiếu nại.
không chọn lưới, điểm hòa cùng 18-7. Quyết định cuối cùng đó là điểm số dành cho các cầu thủ Hà Tĩnh, 18-18. Phát bóng ra ngoài. Ngay sau đó đến lượt cầu thủ Đà Nẵng cũng mắc lỗi phát bóng tương tự. Người thực hiện pha phát bóng không tốt đó là Nguyễn Quang Thịnh, 19-19. Phía trước là loạt điểm quan trọng của set đấu này. Những tình huống phát bóng hỏng liên tiếp của hai đội, trong đó đều có sự góp mặt của những cầu thủ chuyên hai. Đinh Văn Phường cân bằng tỷ số 20-20. Phía trước loạt điểm tăng tốc vô cùng quan trọng. Chỉ còn một cầu thủ theo chắn và đó là không đủ để ngăn chặn pha đập bóng của Lê Công Tuấn Huy. 21-20. Bóng chạm chắn ra ngoài và đập bóng của Trần Đức Hạnh. Chắn bóng tốt. Và lần này các tay chắn của Hà Tĩnh đã thiết lập một pha phòng thủ thành công. 22-21. Loạt điểm quan trọng ở phía trước, các cầu thủ Hà Tĩnh đang dẫn điểm. Pha chắn bóng giữa Đinh Văn Phường và Thanh Phương. Đập bóng ra ngoài, không hề chạm tay chắn của các cầu thủ Hà Tĩnh. Đà Nẵng xin tạm dừng. Điểm cho Đà Nẵng 22-23.
Hà Tĩnh xin tạm dừng. Và sau tình huống vừa rồi thì huấn luyện viên của câu lạc bộ Hà Tĩnh đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Nếu em đã giữ phụ công em phải vào quả đen. Điểm số thứ 24, điểm số quan trọng của Hà Tĩnh ở hiệp đấu này. Và nó đến từ pha ghi điểm của Đinh Văn Phương. Set point. Bóng chạm chắn ra ngoài. 23-24. Tình huống tiếp theo, các cầu thủ Hà Tĩnh sẽ có cơ hội triển khai một tình huống tấn công. Bóng vẫn trong cuộc. Lần này thì bóng ra ngoài rồi. Không phải là một pha trả bóng an toàn từ Đinh Văn Phương. 24 đều. Bóng ra ngoài, khá tiếc cho cầu thủ Đà Nẵng khi bóng chạm chắn và ra ngoài sân. Dù trái bóng đã hướng về phía cuối sân và không có ai ở hàng sau của Hà Tĩnh trong tình huống vừa rồi. Điểm rơi tốt sau khi bóng chạm chắn. Và đến lượt huấn luyện viên của Hà Tĩnh phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Họ đã để cho các cầu thủ Đà Nẵng vượt lên.
Và 27-25 là điểm số dành cho cầu thủ Đà Nẵng. Một hiệp đấu mà cầu thủ Đà Nẵng đã liên tiếp bị dẫn điểm trong những loạt điểm quan trọng. Nhưng ở thời khắc họ tập trung nhất thì cũng là lúc mà cầu thủ Hà Tĩnh lơi lỏng trong những pha phối hợp. Tỷ số là 2-1 trong trận đấu này. Để những diễn biến của hiệp đấu thứ tư, khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía Đà Nẵng. Hai không cho Hà Tĩnh. Và đập bóng mạnh, bóng chạm chắn ra ngoài. Điểm đầu tiên cho Đà Nẵng ở trong hiệp đấu thứ tư. Hãy
4-1 cho Hà Tĩnh. Một hiệp đấu mà các cầu thủ Hà Tĩnh đang tập trung ngay từ đầu. Tầm cao chưa đủ để qua mép lưới. Không phải là vị trí tốt nhất cho pha đập bóng của Đinh Văn Phương. Tốc độ bóng đi rất nhanh. Với vị trí thuận lợi thì Đinh Văn Phương đã thể hiện hoàn toàn khác hẳn. Trọng tài xác định đã có tình huống chạm lưới từ các tay chắn của Đà Nẵng. 6-4 cho Hà Tĩnh. Nỗ lực cứu bóng của Cao Đức Hoàng. Thêm một điểm nữa cho Hà Tĩnh. Một trận đấu mà họ cần phải có một kết quả tốt để cân bằng tỷ số cho trận đấu này. Bóng hướng thẳng vào người của Trần Đức Hạnh. 6-7. Những tình huống phối hợp tấn công biên của cầu thủ Đà Nẵng vẫn đang được thực hiện khá tốt. Những loạt đổi điểm liên tiếp.
Rồi. Đến giờ 8 đều. Tỷ số được cân bằng cho các cầu thủ Đà Nẵng. Liên tục tập trung và phối hợp tốt trong những tình huống tấn công biên. Điểm 9-8 cho Hà Tĩnh. Bóng hướng thẳng vào người của cây truyền 2 Phan Minh Chiến. Hà Tĩnh thay người số 4 ra số 7 Văn Đức vào. Vẫn chưa có sự khác biệt thực sự được tạo ra khi hai đội đang giằng co nhau từng điểm một. Pha ghi điểm của Trần Đức Hạnh. 11-10. Như vậy bóng ra ngoài, pha di chuyển và đập bóng của Đức Hạnh. Trả bóng ra ngoài sân. Giờ là thời điểm cầu thủ Đà Nẵng vươn lên dẫn trước. Như vậy bóng bật mép lưới chứ chưa hề chạm chắn của các cầu thủ Đà Nẵng. Một tình huống phối hợp đập chồng, cầu thủ Đà Nẵng đã cảnh giác trong pha bóng này. Nhưng bóng đi với tốc độ nhanh, bật chắn ra xa khỏi sân đấu. 12-13. Bóng ngoài, pha tấn công từ hàng sau của Đinh Văn Phượng. 14-12 cho Đà Nẵng.
tính 13-14. Sự thay đổi truyền hai bên phía Hà Tĩnh vẫn chưa thực sự cho thấy những chuyển biến tích cực. Điểm cho Hà Tĩnh 14-15. Số đã được cân bằng 15 đều. Pha chắn bóng tốt, bóng chạm tay Thanh Giang. Và xử lý thông minh 16 đều. Tình huống phối hợp nhịp nhàng. Giờ thì cầu thủ Hà Tĩnh là những người vượt lên. Như vậy đã có khiếu nại từ cầu thủ Đà Nẵng. Tình huống khiếu nại bóng in out. Trọng tài xác định là bóng ngoài. Chắn bóng ra ngoài. 18-16 cho cầu thủ Hà Tĩnh. Sau điểm số vừa rồi thì huấn luyện viên của Đà Nẵng đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Vừa biết ông quá.
cầu phải điều chỉnh luôn hả chị? Anh mà. Có thành công cho một luôn nha. Thấy bây giờ bao nhiêu lương như thế bao nhiêu luôn đi. Chạm chắn ra ngoài 17-18. Tỷ số được cân bằng 18 đều. Lê Công Tuấn Huy đã thể hiện tốt trong trận đấu này bên phía Đà Nẵng. Đà Nẵng thay người số 9 ra, số 10 Thanh Tùng vào. Bóng gầm thẳng về góc sân. 19 đều. Pha được bóng trên chắn của Tuấn Anh. Không kịp rồi, bóng chạm chắn và đổi hướng. 20 đều. Phía trước sẽ là những điểm số tăng tốc quan trọng của hiệp đấu này. Đổi phát bóng 21-20 cho Hà Tĩnh. Hà Tĩnh thay người số 11 ra, số 15 vào. Điểm số thứ 22 dành cho các cầu thủ Hà Tĩnh. Đây là cơ hội để họ đưa trận đấu bước vào set đấu thứ 5. Đã tạo ra cách biệt 2 điểm. Cái này.
Trọng tài xác định là bóng tốt, sẽ có khiếu nại. Tình huống khiếu nại bóng in ảo với điểm rơi của trà bóng về cuối sân. Như vậy trái bóng dính vạch chỉ một phần nhỏ mà thôi, đó là điểm số dành cho cầu thủ Đà Nẵng. Bùi Công Tuấn Anh được tung vào sân ở thời điểm quyết định. Pha phát bóng của Lê Công Tuấn Huy, cầu thủ này đang ở hàng sau. Pha đập bóng hàng sau tốt của Đinh Văn Phượng. 23-21. Rất bình tĩnh, pha bóng lỏng tay. 24-22, cơ hội để kết thúc set đấu này. Hà Đức thay người số 7 ra số 4 Minh Chiến vào. Tình huống hơi vội vàng nhưng vẫn là cơ hội để tấn công cho cầu thủ Hà Tĩnh. Asanafan đã chơi cực kỳ cố gắng, chắn tốt. Pha chắn bóng tốt của cầu thủ Đà Nẵng trước tình huống đập bóng của Đinh Văn Phượng. Không, ý là để tiêm 14 nhanh đổ dạ thì biết hai nhanh đổ từ tí nữa chuyên quả nhanh đổ cho anh bảo ra một quán này, một quán này.
Điểm số thứ 25 thuộc về các cầu thủ Hà Tĩnh và tỷ số được cân bằng 2-2 trong trận đấu này. Trận đấu thứ hai liên tiếp các cầu thủ Hà Tĩnh sẽ phải trải qua 5 set đấu. Set đấu thứ 5, set đấu quyết định của trận đấu này. Và trận đấu thứ 2 liên tiếp các cầu thủ Hà Tĩnh phải trải qua 5 set đấu. Trước đó trận đấu với Khánh Hòa. Điểm đầu tiên cho Đà Nẵng. Set đấu quyết định. Cầu thủ Đà Nẵng có điểm trước.
điểm cho Hà Tĩnh. Pha tấn công biên của Asanafan. Ba một cho Đà Nẵng. Tuấn Huy, cầu thủ đang là người chơi hiệu quả nhất của Đà Nẵng trong trận đấu này. Tỷ số là 5-2 người phía Đà Nẵng. Và giờ là yêu cầu khiếu nại bóng in out. Trọng tài xác định bóng trong sân và Hà Tĩnh có điểm 3-4. Pha phạt bóng của Đinh Văn Phương không kịp và đặt ngắn của cầu thủ Đà Nẵng. Đổi phát bóng 5-3. Số 7 ra, số 10 vào. Tấn công hàng sau, bóng đã lọt sang phần sân của Đà Nẵng. 4-5.
điểm cho Đà Nẵng 7-4. Một pha chắn bóng tốt từ cầu thủ Đà Nẵng khi mà các tay đập của Hà Tĩnh còn đang chơi với. Năm bảy. Vẫn có cách biệt 2 điểm. Số là 8-5 dành cho Đà Nẵng, hai đội đổi sân. Nửa đầu của set đấu quyết định trôi qua khi cầu thủ Đà Nẵng lại đang dẫn điểm. Họ liên tiếp là đội bóng vượt lên trong trận đấu này. Bóng không chạm chắn và điểm cho Đà Nẵng. Tình huống đập bóng ra ngoài. 9-6. Hà Tĩnh thay người, số 4 ra, số 7 vào. Vẫn còn cách biệt 2 điểm. Mọi thứ vẫn đang ở phía trước. Chắn bóng tốt. Pha chắn bóng có sự góp mặt của đội trưởng Trần Đức Hạnh. 8-9. Bóng găm vào góc sân, pha đập bóng rất tốt của Đức Hạnh. 9-10. Pha đập bóng từ vị trí số 4. Hà Tĩnh thay người, số 13 ra, số 15 Quốc Đoàn vào.
Cơ hội cho cầu thủ Hà Tĩnh. Đức Hạnh. Và 10 đều. Tỷ số được cân bằng. Loạt điểm quan trọng đang dành cho các cầu thủ Hà Tĩnh. 11-10. Xét đấu quyết định. Và đây là thời điểm mà huấn luyện viên của Đà Nẵng xin tạm dừng trận đấu với Hội Ý. Bóng ra ngoài. 11 đều. Hà Tĩnh xin challenger bóng trong ngoài. Như vậy đã có khiếu nại trong tình huống phát bóng này. Tình huống khiếu nại thành công. Đà Nẵng. Yêu cầu challenger, các bạn yêu cầu có hai trường hợp các bạn đưa cùng lúc yêu cầu đó, các bạn đưa hai bạn đưa hồi đấy em có hỏi là xong lần kia hỏi đồng tài xong lần kia không challenger em phải đưa luôn hai bản luôn cái trường hợp đó, tức là hai cái trường hợp liên tiếp được em đưa luôn cái trường hợp. Đã có những giải thích rõ ràng cho những khiếu nại của huấn luyện viên câu lạc bộ Đà Nẵng. Điểm cho Hà Tĩnh khi bóng trong sân từ tình huống phát bóng vừa rồi. 12-10. Và đây là cơ hội để lội ngược dòng thành công cho cầu thủ Hà Tĩnh. Pha phát bóng của Quốc Đoàn. Đổi phát bóng 11-12. Lỗi phát bóng của các cầu thủ Đà Nẵng. Mười ba mười một. Chiến thắng đang đến rất gần với Hà Tĩnh.
Pha di chuyển về vị trí số 2 của anh Tuấn. 12-13. Mọi thứ vẫn chưa thể quyết định. Vẫn còn những cơ hội dành cho Đà Nẵng. Tấn công hàng sau rất mạnh mẽ. Đinh Văn Phượng. 14-12 và đây là match point. Cơ hội để lộ ngược dòng trong trận đấu kéo dài 5 set này. Hà Tĩnh liên tục bị dẫn trước trong những set đấu vừa qua. Họ cân bằng tỷ số và giờ đã có cơ hội để kết thúc trận đấu ở set đấu thứ 5. Pha phát bóng của Trần Đức Hạnh. Mười ba mười bốn đã có tình huống tay chắn chạm lưới. Một trận đấu rất căng thẳng, căng thẳng đến những điểm số cuối cùng. Cơ hội để kết thúc trận đấu. Một tình huống phối hợp tấn công cho cầu thủ Hà Tĩnh. Asanafan và bóng trong sân. Chiến thắng chung cuộc dành cho cầu thủ Hà Tĩnh trong trận đấu này. Một trận đấu kéo dài 5 set và đây là màn lội ngược dòng thành công của các cầu thủ Hà Tĩnh. Họ liên tục bị dẫn trước trong trận đấu. Nhưng các cầu thủ Hà Tĩnh đã trở lại đúng lúc. Họ cân bằng tỷ số 2 đều, đồng thời giành điểm quyết định ở set đấu này. Hai trận đấu liên tiếp kéo dài trong vòng 5 set và lần này thì cầu thủ Hà Tĩnh đã có được thắng lợi. Năm set đấu với những tỷ số 22, 25, 25-16, 25-27, 25-23 và 15-13. Chiến thắng cho Hà Tĩnh ở bảng A của môn bóng chuyền nam. Quý vị và các bạn thân mến, những diễn biến vừa rồi cũng đã khép lại buổi tường thuật của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.